Thưa quý vị, nghiêm túc phòng ngừa, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Thiền Tôn Phật Quang thị xã Phú Mỹ đã không tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 trong tháng 4 âm lịch đầu tiên của năm 2020. Nhưng khi Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, chính phủ cho phép tổ chức trở lại các hoạt động lễ hội, thì Thiền Tôn Phật Quang đã quyết định sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản vào tháng 4 âm lịch thứ hai trong năm nhuận 2020 nhằm đáp lại niềm mong mỏi của Phật tử chúng sinh. Và đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản tại chùa Thiền Tôn Phật Quang đã gần như hoàn tất. Lễ đài chính của đại lễ Phật Đản tại Thiền Tôn Phật Quang thị xã Phú Mỹ có sức chứa khoảng 40.000 người đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Hàng ngàn chậu hoa tươi của người dân địa phương và thành phố hoa Đà Lạt cũng đã được đưa về chùa, đang được Phật tử của chùa trang trí cho lễ đài. Hiện tại có hơn 2.000 Phật tử là thanh niên, học sinh, sinh viên từ khắp nơi trong cả nước đang hoan hỷ về chùa làm công quả trong mùa Phật Đản này. Thì năm nay thì em rất là vui mừng, phấn khởi khi mà sau cái mùa dịch Covid này thì chùa có tổ chức cái đại lễ Phật Đản. Thì em đã lập tức đặt vé máy bay và chuẩn bị vào chùa. Thì sau khi vào chùa được gặp quý thầy cô và được gặp sư phụ và cũng như là đăng ký cái công quả công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản thì em cảm thấy rất là phấn khởi và vui mừng. Mùa đại lễ Phật Đản năm nay do chùa Thiền Tôn Phật Quang tổ chức diễn ra vào cuối tuần này nên dự báo sẽ rất đông Phật tử về dự. Tại đại lễ này, nhiều thông điệp khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước giúp dân tộc Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19 sẽ được chùa Thiền Tôn Phật Quang truyền đạt gửi gắm đến tăng ni Phật tử. Cái lễ Phật Đản ngày hôm nay ta có mấy cái thông điệp để nói với mọi người. Một là cái lòng tôn kính đối với Đức Phật. Thứ hai là cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước mà người Việt Nam được hưởng trong đó. Và thứ ba là cái tình cảm của ta đối với cộng đồng thế giới lúc nào không bao giờ mà có cái sự là giảm bớt gì cả, lúc nào ta cũng đậm đà yêu thương cả cái thế giới này. Đó là tinh thần của người Việt Nam như vậy. Đối với Phật tử, đại lễ Phật Đản năm nay rất đặc biệt nên ai ai cũng trông chờ, cũng mong muốn, cũng rào rực chuẩn bị tâm thành cung đón mừng đại lễ. Đại lễ lần này thì càng háo hức và mong chờ hơn bởi vì là đất nước ta vừa trải qua một cái đại dịch Covid rất là lớn lao và rất là thành công. Thì em hy vọng rằng tất cả quý Phật tử, huynh đệ và cô chú đạo tràng khi mà về thăm ở khắp nơi về tham dự tại đại lễ lần này thì em mong rằng mọi người đều có thể thọ nhận được những cái năng lượng tích cực được triết lý và giáo pháp của sư phụ. Để chúng ta khi mà trở lại đời thì chúng ta tiếp tục sống một cuộc đời tốt đời đẹp đạo hơn nữa. Đại lễ Phật Đản chùa Thiền Tôn Phật Quang diễn ra trong 3 ngày, trong đó đại lễ chính thức sẽ được tổ chức long trọng vào ngày thứ Bảy tuần này, ngày 6 tháng 6, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.